Hôm nay em quay cho các bác cái tời thủy lực nhá. Tời thủy lực này em vừa mới lắp này. Nói chung là kéo khỏe, khá ok. Đây, lắp này là tháo ra là đi đăng kiểm viết bình thường nhé. Motor to luôn. Dùng bằng thủy lực nhé. Đường ống thủy lực này. Đây, chế ngăn kéo đây này. Lấy từ bên thủy lực ra. Kéo rất chi là khỏe nhé. Đấy, tay trang đưa lên cabin này. Cuốn cáp đây là 30 mét cáp nhé, cáp chịu tải. Gia cố là cũng tương đối chắc chắn. Thank you.